Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm toán lớp 5, trang 166-167. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình. Giờ mình sẽ ôn tập tính chu vi và diện tích một số hình nha. Trước hết là cái hình chữ nhật. Đây, hình chữ nhật có cạnh, có độ dài là, có chiều dài là A và chiều rộng là B, đúng không nào? Như vậy mình đã biết là chu vi của hình chữ nhật thì bằng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2. Còn diện tích của hình chữ nhật thì sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, đúng không nào? Tiếp theo là hình vuông. Hình vuông là hình sao? Là cũng giống như hình chữ nhật, nhưng mà có đặc biệt là nó bốn cạnh sẽ bằng nhau, đúng không nè? Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông nha. Như vậy là chu vi, vì có bốn cạnh bằng nhau nên chu vi sẽ bằng lấy cạnh nhân cho 4, đúng không nè? Còn diện tích thì bằng cạnh nhân cạnh, vì chiều dài và chiều rộng của nó bằng nhau nên mình sẽ lấy là diện tích sẽ bằng cạnh nhân cạnh. Tiếp theo là hình bình hành. Hình bình hành thì mình sẽ có độ rời đáy là A, chiều cao là H. Như vậy là diện tích hình bình hành sẽ lấy độ rời đáy nhân cho chiều cao, S bằng A nhân H. Giờ còn diện tích tam giác của hình tam giác. Đây là tam hai tam giác hường và một tam giác vuông, đúng không? Như vậy là tam giác hường thì sẽ lấy cạnh nhân cho chiều cao tương ứng chia cho 2. Đây cũng vậy, cạnh nhân cho chiều cao tương ứng chia cho 2. Còn cạnh góc vuông thì tích của hai cạnh góc vuông chia cho 2, đúng không nè? Như vậy sẽ S sẽ bằng A nhân H chia cho 2. Hình thang, diện tích hình thang. Diện tích hình thang thì mình sẽ tính là tổng tổng hai đáy nhân cho chiều cao chia cho 2, đúng không nè? Diện tích hình thang thì bằng tổng hai đáy, đáy lớn cộng đáy bé nhân tất cả nhân cho chiều cao và chia cho 2. Mình còn hai hình nha. Như tiếp theo là hình hình khôi. Tiếp theo là hình khôi. Như vậy là mình muốn tính diện tích hình khôi thì mình sẽ lấy là tích hai đường chéo chia cho 2, đúng không nè? S bằng mn nhân cho chia cho 2. S bằng m nhân n chia cho 2. M là độ dài đường chéo thứ nhất, n là độ dài đường chéo thứ hai, đúng không nè? Tiếp theo là hình tròn. Như vậy muốn tính chu vi của hình tròn thì mình sẽ lấy R bán kính hình tròn, đúng không nè, nhân cho 2 nhân cho 3,14. Còn diện tích hình tròn S sẽ bằng bán kính nhân cho 3,14, đúng không nè? Rồi, như vậy là mình xong cái phần lý thuyết của bài này nhé. Mình sẽ qua phần bài tập luôn nha. Giờ phần lý thuyết về ôn tập về tính chu vi và diện tích hình một số hình, các em hiểu chú bài hết chưa nè? Giờ nếu các em hiểu bài hết thì mình sẽ qua phần bài tập luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài tập số 1. Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Câu A là người ta kêu mình tính chu vi khu vườn đó. Còn câu B thì mình sẽ tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông và hecta. Giờ bây giờ mình sẽ phân tích đề bài xem người ta cho mình cái gì và mình cần tính cái gì nè. Người ta nói là một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Như vậy trước hết mình phải tính chiều rộng của cái khu vườn, đúng không nè, bằng cách lấy là 120 nhân cho 2/3. Giờ có chiều dài chiều rộng mình sẽ tính được chu vi và diện tích của khu vườn đó, đúng không nè? Giờ bài số 1 này cũng dễ, đúng không? Giờ bài số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 1, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 1 nha. Như là người ta cho nói là chiều dài thì bằng 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Như vậy mình sẽ trước hết mình sẽ tính chiều rộng khu vườn nha. Câu A, chiều rộng khu vườn là mình sẽ lấy chiều dài nhân cho 2/3, 120 nhân cho 2/3. Giờ như vậy là nhân chia, mình có thể chia trước nha, để cho số nó nhỏ mình dễ hơn. Như vậy mình sẽ lấy 120 chia cho 3 thì bằng 40, 40 nhân 2 bằng 80. Như vậy sẽ dễ tính hơn, đúng không nào?
Như vậy kết quả sẽ là 80m nhé. Giờ tiếp theo là chu vi khu vườn đúng không nè. Muốn tính chu vi khu vườn này có hình chữ nhật, như vậy mình tính chu vi khu vườn có nghĩa là tính chu vi hình chữ nhật nhé. Chu vi khu vườn là mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 đúng nè. 120 cộng cho 80 thì bằng bằng 200, nhân cho 2 thì bằng 400 mét đúng không nè. Sau khi mình làm xong câu A, mình sẽ tính luôn câu B nha. Câu B người ta kêu mình tính diện tích khu vườn đúng nè. Tiếp theo là mình sẽ tính diện tích khu vườn ở câu B. Câu B diện tích khu vườn là diện tích khu vườn này hình chữ nhật, như lấy mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng nè. 120 nhân cho 80. Giờ các em tính nhép ngoài nha, hãy cho kết quả luôn là 9600. Chiều dài và chiều rộng có đơn vị là mét nên diện tích sẽ là mét vuông nha. Giờ từ mét vuông này muốn đổi qua hecta thì mình sẽ chia cho bao nhiêu nè? Chia cho 10.000 đúng nè. Như vậy 9600 chia cho 10.000 bằng 0,96 và đơn vị hecta. Và như đáp số của bài này, có bài 1 này sẽ có hai đáp số đúng nè. Đáp số câu A là 400 mét và đáp số câu B là 9600 mét vuông hay là 0,96 hecta đúng nè. Rồi bài số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài 1 này các em hiểu bài hết chưa nè? Ok, nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ qua bài số 2 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 2. Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỷ lệ là 1/1000 đúng không nè. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông. Như vậy đây là một cái bản đồ được vẽ theo tỷ lệ là 1/1000. Bây giờ trước hết mình phải tính độ dài đáy bé nè. Trên bản đồ mình tính ra thực tế đúng không nè. Như vậy từ bản đồ mình tính ra thực tế, mình sẽ lấy số này nhân cho tỷ lệ bản đồ. Như vậy mình sẽ lấy 3 cm nhân cho 1000 thì bằng 3000 cm, mình đổi qua mét đúng không nè. Chia độ dài bé, đáy lớn cũng vậy và chiều cao cũng vậy. Sau khi mình tính qua kích thước khác thì mình sẽ tính diện tích mảnh đất của đó. Mảnh đất hình này là hình thang nên mình sẽ tính theo những đơn vị, theo công thức là độ dài đáy bé cộng độ dài đáy lớn tất cả nhân cho chiều cao và chia cho 2 đúng không nào. Giờ bài số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 2 nha. Như vậy đây là độ dài đáy bé hay là đáy nhỏ nha. Đây là trên bản đồ tỷ lệ 1/1000. Như vậy mình phải tính ra kích thước thật ở trên thực tế đúng không nè. Như vậy trước hết mình sẽ tính đáy nhỏ hình khang là mình lấy 3 cm ở trên bản đồ này nhân cho tỷ lệ là 1000. 3 nhân cho 1000 bằng 3000 và cùng đơn vị là cm đúng không nè. 3000 cm đổi qua mét, từ cm đổi qua mét thì chia cho bao nhiêu nè, chia cho 100 đúng không nè. 3000 chia 100 thì bằng 30 mét đúng không nè. Sau đó mình sẽ tính độ dài đáy lớn nha. Đáy lớn hình thang là mình cũng lấy 5 nè, 5 cm nhân cho tỷ lệ là 1000. Như vậy 5 cho 1000 bằng 5000 cm, đổi qua mét là 50 mét. Rồi chiều cao mình cũng tính tương tự nha. Rồi tiếp theo là chiều cao hình thang là mình sẽ lấy 2 nè, 2 cm này nhân cho 1000 sẽ bằng 2000 cm, đổi qua mét sẽ là 20 mét. Giờ mình có độ dài đáy nhỏ, đáy lớn và chiều cao, mình sẽ tính được diện tích hình thang, có nghĩa là diện tích mảnh đất đó. Giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ tính diện tích của mảnh đất là nha. Giờ diện tích mảnh đất là, đây là diện tích cái mảnh đất có dạng giống như cái mình hình thang nên mình sẽ dùng công thức tính hình thang để mình tính diện tích cái mảnh đất đó nha. Rồi như vậy mình diện tích mảnh đất là mình sẽ lấy tổng độ dài hai đáy đúng không nè, tất cả nhân cho chiều cao chia cho 2. 30 cộng 50 bằng 80. 80 nhân cho 20 chia cho 2. 20 này chia cho 2 trước đi là 10. 10 nhân 80 bằng 800. Như vậy là kết quả là 800 mét vuông nha. Rồi, như vậy là bài 2 này mình sẽ có đáp số là 800 mét vuông nha. Đúng không nè. Giờ bài 2 này có em nào có lời giải và đáp số giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha.
Giờ bài 2 các em hiểu bài hết chưa nè? Ok, nếu các em hiểu bài mình sẽ qua tiếp bài số 3 nha. Giờ mình qua bài số 3, trên hình bên hãy tính diện tích. Câu A là hình vuông ABCD. Câu B là phần đã tô màu của hình tròn. Ở đây mình có một cái hình tròn đúng không nào? Và một cái hình vuông là ABCD. Và người ta cho là bán kính của hình tròn cũng là nửa đường chéo của hình vuông đúng nè. Đây là tâm O nè. Như vậy đây mình thấy là cái hình vuông này mình tạm chia nó thành bốn cái hình, nó sẽ gồm có bốn hình tam giác đúng không nè. Đây cái hình vuông tròn màu trắng của mình sẽ gồm có bốn hình tam giác, và bốn hình tam giác này bạch sẽ bằng nhau đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ tính diện tích của tam giác OAB trước nha. Rồi diện tích tam giác thì dễ rồi đó mà. Đây là diện tích tam giác vuông. Mình sẽ lấy tích hai cạnh góc vuông chia cho hai đúng không? Rồi có diện tích một tam giác mình sẽ nhân cho 4 thì sẽ được là diện tích của hình vuông đúng nè. Rồi sau đó mình sẽ tính diện tích cái phần đã tô màu bằng cách lấy diện tích hình tròn trừ đi diện tích hình vuông sẽ ra diện tích cái hình phần đường tròn đã tô màu đúng nè. Giờ bài số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 3 nha. Như vậy là trước hết mình sẽ tính diện tích OAB đúng không nè. Diện tích tam giác AOB. Như vậy diện tích tam giác thì bằng cạnh nhân cạnh chia cho 2 đúng không nè. Như vậy cạnh OA bằng 4 cm và cạnh OB cũng bằng 4 cm. Như vậy là câu A diện tích tam giác AOB là mình sẽ lấy 4 nhân 4 cạnh nhân cạnh chia cho 2. Đúng không? 4 nhân 4 16 chia 2 bằng 8. Như vậy kết quả là 8 cm vuông. Rồi sau đó mình thấy là cái hình vuông này sẽ gồm có 4 cái hình tam giác bằng nhau. Như vậy mình sẽ lấy diện tích tam giác nhân cho 4 đúng không nè. Rồi giải tiếp theo sẽ là diện tích hình vuông ABCD là mình sẽ lấy diện tích tam giác nhân cho 4. 8 nhân 4 bằng 32. Như vậy đơn vị cũng là cm vuông đúng không nè. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy câu B, mình sẽ tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn là nha. Như vậy mình sẽ lấy diện tích hình tròn nè, cạnh bán kính nhân cho 3,14 đúng không nè. Như vậy 4 nhân 4 nhân 3,14 trừ cho diện tích của cái hình vuông là ra cái phần diện tích đã tô màu của hình tròn đúng không nè. Như vậy là 4 nhân 4 16 nè, 32 thì bằng 16 nhân 2. Như vậy mình giúp 16 ra làm nhân tử chung. Còn lại là 3,14 trừ cho 2. 3,14 trừ cho 2 thì sẽ bằng 1,14. 16 nhân cho 1,14 thì bằng 18,24. Và đơn vị cũng là cm vuông đúng không? Như vậy đáp số của bài 3 này có hai đáp số. Đáp số A là 32 cm vuông và đáp số của câu B là 18,4 cm vuông. Đúng không nè? Giờ bài số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài số 3 này các em hiểu bài hết chưa nè? Nếu các em hiểu hết bài hết thì thầy sẽ kết thúc video clip bài giảng tại đây. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.